Cho chị một ly nước lọc đi bé. Ở đây không có nước lọc free. Ai nói vậy? Tiệm cà phê thì chỉ bán cà phê thôi. Nhưng mà bây giờ chị muốn uống nước lọc. Nếu như vậy thì một ly nước lọc có giá 40.000. Ok. Dạ, em mời chị dùng nước. Ừ, cảm ơn em. Ai cho cậu mang nước lọc ra đây vậy? Tôi đã nói ở đây không có nước lọc free. Cậu cũng nghe à? Dạ thưa chị, sếp đã nói ai tới đây đều cũng là khách quý hết rồi. Tiệm của chúng ta là tiệm mới. Nếu như ai đến đây cũng chỉ uống nước lọc free thì sếp đến sếp sẽ la ai? Ai là người chịu trách nhiệm hả? Dạ, chị dùng nước. Ừ, cảm ơn em. Anh của tôi là quản lý ở đây. Nếu như cậu cứ mang nước lọc free như thế này thì ngày mai cậu không cần phải đến làm nữa. Ủa, có chuyện gì với em? Anh ơi, mấy người này bắt nạt em. Ơ chị, sao chị ở đây? Nếu không tận mắt chứng kiến thì làm sao tôi có thể tin được trong quán mình lại có kiểu nhân viên như vậy hả?